Đá phạt là Fio. Đánh nhau, tỷ số là 1-0. Mặc dù chơi thiếu người nhưng U23 Myanmar đã có bàn thắng vượt lên. Cú đánh đầu là của Kio Koko. Cầu rất lợi hại của Kia Koko. Thủ môn của một chiến thắng với tỷ số rất đậm, đó là chiến thắng trước đội tuyển Singapore với tỷ số 9-0. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho đội tuyển U23 Lào, rất bất ngờ. Thủ môn của U23 Myanmar trong tình huống vừa rồi đã bị đánh bại. Có thể thấy được niềm vui từ ban huấn luyện của đội tuyển U23 Lào với tỷ số 1-2. Cơ hội dứt điểm rất đơn giản, bàn thắng của Minh Minh Thu. Một pha phối hợp tuyệt vời giữa hai hậu vệ của U23 Lào đã không thể kèm được cầu thủ mang áo số 2 Kilin. Điều chuyền chết người. Nhưng mà không phải Kilin thực hiện đường truyền mà chính là Kia Koko, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này, và bây giờ anh là người thực hiện đường truyền quyết định giúp cho người đồng đội trên hàng công là Minh Minh Thu ghi bàn. Không có gì nguy hiểm. Cơ hội dứt điểm, tỷ số là 2-2. Vừa rồi là một pha đột phá vào dứt điểm rất tốt của Sang Kune. Trận đấu đang trở nên sôi động, tưởng như trong Sang Kune đã có một pha ngoặt bóng làm loại sự đeo bám của các hậu vệ U23 Myanmar. Kilin. Cơ hội. Tỷ số là 3-2. Một bàn thắng khá bất ngờ. Đó là pha dứt điểm của Jan Quang Quy, không thể ngăn cản được đối phương ghi bàn. Cú sút của Jan Quang Quy là khá tinh tế. Người đã thực hiện đường truyền là Kilin. Kế xung quanh đã băng ra để khép góc nhưng anh đã không kịp để